Chào mừng các em đến với bài giảng trực tuyến môn toán khối lớp 7. Trước khi vào bài học mới, thầy xin nhắc lại kiến thức bằng bài toán sau đây. Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp, người điều tra ghi lại kết quả vào bảng sau. Câu A, dấu hiệu ở đây là gì? Câu B, lập bảng tần số. Dấu hiệu là số cây trồng được của mỗi lớp. Câu B, bảng tần số. Bảng tần số gồm có hai dòng. Dòng trên là giá trị 28, 30, 35 và 50. Ta thấy giá trị 28 xuất hiện 2 lần nên có tần số là 2. Giá trị 30 xuất hiện 8 lần nên có tần số là 8. Giá trị 35 xuất hiện 7 lần nên có tần số là 7. Giá trị 50 xuất hiện 3 lần nên có tần số là 3. Và tổng số giá trị của mình là n bằng 20. Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số, người ta còn dùng biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số. Như vậy, làm thế nào để biểu diễn các giá trị và tần số của chúng bằng biểu đồ? Để các em sẽ vào bài học hôm nay. Bài 3, biểu đồ. Trong thực tế và ở các môn học địa lý, vật lý, các em có tìm hiểu một số biểu đồ. Ví dụ như biểu đồ hình hộp chữ nhật, biểu đồ hình tròn, biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật, vân vân. Tiết học hôm nay chúng ta chỉ xét dạng biểu đồ đơn giản, đó là biểu đồ đoạn thẳng. Trở lại bài tập. Ví dụ, khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp, người điều tra ghi lại kết quả vào bảng sau. Câu A, dấu hiệu ở đây là gì? Câu B, lập bảng tần số. Xét bảng tần số về số cây trồng được của mỗi lớp, ta có giá trị 28 có tần số là 2, giá trị 30 có tần số là 8, giá trị 35 có tần số là 7 và giá trị 50 có tần số là 3. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách lập biểu đồ đoạn thẳng. Bước 1, chúng ta dựng hệ trục tọa độ gồm có trục vành biểu diễn giá trị x và trục tung biểu diễn tần số n. Các em lưu ý, độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau. Bước 2, các em xác định các điểm có tọa độ là cặp số, gồm giá trị và tần số của nó. Ví dụ như điểm 28, 2, điểm có vành độ 30, tung độ là 8, điểm có vành độ 35, tung độ là 7, điểm có vành độ 50 và tung độ là 3. Các em lưu ý giá trị viết trước, tần số viết sau. Bước 3, chúng ta nối các điểm đó với điểm trên trục vành có cùng vành độ. Và như vậy chúng ta sẽ được, đây là gọi là biểu đồ đoạn thẳng. Như vậy, dựa vào biểu đồ vừa dựng, ta có thể đọc được gì về nội dung số cây trồng của mỗi lớp? Ta nhận thấy có hai lớp trồng được ít cây nhất là 28 cây. Có 3 lớp trồng được nhiều cây nhất là 50 cây. Đa số các lớp trồng được từ 30 cây và 35 cây. Tổng quát lại, chúng ta có cách dựng biểu đồ đoạn thẳng như sau. Bước 1,
dựng hệ trục tọa độ, trục vành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn các tần số n. Bước 2. Xác định các điểm có tọa độ là các cặp số gồm giá trị và tần số của nó. Bước 3. Nói mỗi điểm đó với các điểm trên trục vành có cùng vành độ. Có khi người ta thay các đoạn thẳng bằng các hình chữ nhật thì ta sẽ có được biểu đồ hình chữ nhật. Cũng có khi là người ta vẽ các hình chữ nhật nằm sát nhau để dễ nhận xét và so sánh cho biểu đồ nhìn đẹp mắt hơn. Các em lưu ý, khi vẽ các hình chữ nhật thay thế cho các đoạn thẳng thì đáy dưới của hình chữ nhật nhận điểm biểu diễn giá trị làm trung điểm. Ngoài các biểu đồ thầy vừa giới thiệu thì còn có nhiều biểu đồ khác, ví dụ như biểu đồ hình tròn, biểu đồ hình tháp, vân vân. Thầy xin mời các em cùng làm bài tập số 10 sách giáo khoa trang 14. Điểm kiểm tra toán học kỳ 1 của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15. Câu A. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? Câu B. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Trả lời. Câu A. Dấu hiệu. Điểm kiểm tra môn toán học kỳ 1 của mỗi học sinh lớp 7C. Số các giá trị là 50. Câu B. Biểu đồ đoạn thẳng. Dựa vào biểu đồ hãy nhận xét điểm kiểm tra học kỳ 1 của học sinh lớp 7C. Thì chúng ta có nhận xét như sau. Lớp 7C có tổng cộng 50 học sinh. Có duy nhất một học sinh đạt điểm 10. Có 2 học sinh bị điểm thấp nhất là điểm 3. Đa số các học sinh đạt điểm trung bình từ 5 và 6 điểm. Qua bài học hôm nay, các em về nhà ôn tập lại cách lập bảng tần số và cách dựng biểu đồ đoạn thẳng. Làm các bài tập 11, 12 sách giáo khoa trang 14. Đọc bài, đọc thêm. Bài học đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào tiết học sau.